167 Kinh A Nan Thuyết. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bây giờ, Tôn giả A Nan nói bài kệ Bạc Địa La Đế kệ và ý nghĩa của nó cho các tỳ kheo đang tụ họp tại giảng đường vào lúc ban đêm. Bây giờ đêm đã qua, trời hừng sáng. Có một tỳ kheo đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả A Nan có nói bài kệ Bạc Địa La Đế kệ và ý nghĩa của nó cho các tỳ kheo tụ tập tại giảng đường vào lúc ban đêm. Nhân đó, Đức Thế Tôn bảo một vị tỳ kheo rằng: Ngươi hãy đi đến chỗ của tỳ kheo A Nan mà nói như vậy. Thưa Tôn giả A Nan, Đức Thế Tôn gọi Tôn giả. Tỳ kheo kia vâng lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu Phật ba vòng, rồi đi đến chỗ của Tôn giả A Nan mà nói rằng: Thế Tôn gọi Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên. Đức Thế Tôn hỏi A Nan rằng: Này A Nan, có quả thật ông có nói bài kệ Bạc Địa La Đế kệ cho các tỳ kheo tụ họp tại giảng đường vào lúc ban đêm chăng? Tôn giả A Nan đáp: Thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi: Này A Nan, ông nói bài kệ Bạc Địa La Đế kệ và ý nghĩa của nó cho các tỳ kheo nghe như thế nào? Tôn giả A Nan liền nói rằng: Cẩn thận đừng nghĩ quá khứ, tương lai cũng chớ mong cầu. Quá khứ đã qua, đã mất, tương lai chưa đến còn xa. Hiện tại những gì đang có thì nên quán sát suy tư. Niệm niệm mong manh không chắc, người khôn biết dậy nên tu. Nếu có làm theo hạnh thánh, ai hay nỗi chết ưu sầu. Nhất định tránh xa sự chết, hiểm nguy khổ lớn dứt trừ. Như vậy thực hành tinh tấn, ngày đêm không chút biến lười. Vì vậy phải thường tụng đọc Bạc Địa La Đế kệ này. Đức Thế Tôn lại hỏi A Nan rằng: Này A Nan, thế nào là tỳ kheo truy niệm quá khứ? Tôn giả A Nan đáp: Thế Tôn, tỳ kheo hoang lạc sắc quá khứ, ham muốn, đắm trước, an trú. Hoang lạc thọ, tưởng, hành, thức, quá khứ, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy, đó là tỳ kheo truy niệm quá khứ. Đức Thế Tôn lại hỏi: A Nan, thế nào là tỳ kheo không truy niệm quá khứ? Tôn giả A Nan đáp: Thế Tôn, tỳ kheo không hoang lạc sắc quá khứ, không ham muốn, không đắm trước, không an trú, không hoang lạc thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là tỳ kheo không truy niệm quá khứ. Đức Thế Tôn lại hỏi: A Nan, thế nào là tỳ kheo mong cầu tương lai? Tôn giả A Nan đáp: Thế Tôn, tỳ kheo hoang lạc sắc ở tương lai, ham muốn, đắm trước, an trú. Hoang lạc thọ, tưởng, hành, thức tương lai, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là tỳ kheo mong cầu tương lai. Đức Thế Tôn lại hỏi: A Nan, thế nào là tỳ kheo không mong cầu tương lai? Tôn giả A Nan đáp: Thế Tôn, tỳ kheo không hoang lạc sắc ở tương lai, không ham muốn, không đắm trước, không an trú, không hoang lạc thọ, tưởng, hành, thức tương lai, sẽ không ham muốn, không đắm trước, không an trú. Như vậy gọi là tỳ kheo không mong cầu tương lai. Đức Thế Tôn lại hỏi: A Nan,
Thế nào là tỳ kheo chấp thủ pháp hiện tại? Tôn giả A Nan đáp: Thế Tôn, tỳ kheo hoan lạc sắc ở hiện tại, ham muốn, đắm trước, an trú. Hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức ở hiện tại, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là tỳ kheo chấp thọ pháp hiện tại. Đức Thế Tôn lại hỏi: A Nan, thế nào là tỳ kheo không chấp thọ pháp hiện tại? Tôn giả A Nan đáp: Thế Tôn, tỳ kheo không hoan lạc sắc ở hiện tại, không ham muốn, không đắm trước, không an trú, không hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức ở hiện tại, không ham muốn, không đắm trước, không an trú. Như vậy gọi là tỳ kheo không chấp thọ pháp hiện tại. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: Lành thay, lành thay, đệ tử của ta là người có mắt, có trí, có nghĩa, có pháp. Vì sao vậy? Vì là đệ tử ngay trước mặt tôn sư mà diễn rộng ý nghĩa của văn cú như vậy. Đúng như những gì tỳ kheo A Nan đã nói: Các ngươi hãy nên như vậy mà thọ trì. Vì sao vậy? Lời nói ấy và quán nghĩa đó phải như vậy. Phật thuyết như vậy, Tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 168 Kinh Ý Hành. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: Nay ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe, phi diệu ở đoạn đầu, phi diệu ở đoạn giữa, và đoạn cuối cũng vi diệu, có văn, có nghĩa đầy đủ, thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh Phân Biệt Ý Hành, nói về sự thọ sanh theo ý hành. Hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm kỹ. Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Phật nói: Một, sao gọi là sự tái sinh do ý hành đưa tới? Tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, chứng được sơ thiền, thành tựu an trụ. Vì ấy đối với định này vui sướng trụ ở đó, vì ấy đối với định kia đã ham muốn trụ ở đó. Tất có trường hợp này, trụ vào đó, khoái lạc đó, khi mạng chung tái sanh trong cõi phạm thân. Các trời phạm thân sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng hỷ lạc phát sanh do ly dục. Và tỳ kheo sống ở đây nhập sơ thiền, thọ hưởng hỷ lạc do ly dục sanh. Hai thứ hỷ và lạc do ly dục sanh này không có sai khác, cả hai đều bằng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó mới sanh vào chỗ ấy. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào trong cõi phạm thân. Như vậy là ý hành sanh. 2. Lại nữa, tỳ kheo tầm tứ đã tịch tỉnh, nội tỉnh, nhất tâm, không tầm, không tứ, chứng đệ nhị thiền, thành tựu và an trụ. Đối với định lực này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định này, khi đã trụ ở đó, tất có trường hợp này. Trụ nơi đó, khoái lạc nơi đó, mạng chung sanh vào cõi trời hoảng dục. Các trời hoảng dục sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng hỷ lạc do định sanh. Và tỳ kheo trụ ở đây, nhập đệ nhị thiền, thọ hưởng hỷ lạc do định sanh. Hai hỷ lạc do định sanh này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định,
sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi hoảng dục thiên. Như vậy gọi là ý hành sanh. 3. Lại nữa, tỳ kheo, ly hỷ dục, an trụ xả vô cầu, có chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, đều được thánh gọi là thánh xả. Niệm, lạc trụ, chứng đệ tam thiền, thành tựu, an trụ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định lạc này, vị kia vui sướng muốn trụ ở đó. Tất có trường hợp này, trụ nơi đó, khoái lạc nơi đó, thân hoại mạng chung, sanh vào cõi, biến tịnh thiên. Các trời biến tịnh sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng diệu lạc do ly hỷ. Và tỳ kheo sống ở đây nhập tam thiền này, thọ hưởng diệu lạc do ly hỷ. Diệu lạc do ly hỷ này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi biến tịnh thiên. Như vậy là ý hành sanh. 4. Lại nữa, tỳ kheo, diệt lạc, diệt khổ, hỷ và ưu vốn có từ trước cũng đã diệt, không khổ, không lạc, xả, niệm, thanh tịnh, chứng đệ tứ thiền, thành tựu, an trụ. Đối với định này, vì ấy vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời quả thật thiên. Các trời quả thật thiên, sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng diệu lạc do xả niệm thanh tịnh. Và tỳ kheo sống ở đây nhập đệ tứ thiền, thọ hưởng diệu lạc do xả niệm thanh tịnh. Hai diệu lạc do xả niệm thanh tịnh này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi quả thật thiên. Như vậy là ý hành sanh. 5. Lại nữa, tỳ kheo, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối với tưởng, không truy niệm bất cứ tưởng nào, nhập không vô biên, thành tựu an trụ không vô biên xứ. Đối với định lạc này, vì ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định lạc này, khi đã vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong cõi không vô biên xứ thiên. Các trời không vô biên xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng không vô biên xứ tưởng. Và tỳ kheo ở đây thọ hưởng không vô biên xứ tưởng. Hai không vô biên xứ tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào cõi không vô biên xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 6. Lại nữa, tỳ kheo, vượt qua không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, thành tựu an trụ thức vô biên xứ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định lạc này, khi đã vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong cõi thức vô biên xứ thiên. Các trời thức vô biên xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng thức vô biên xứ tưởng. Và tỳ kheo sống ở đây, thọ hưởng thức
vô biên xứ tưởng. Hai thức vô biên tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào cõi thức vô biên xứ. Như vậy là ý hành sanh. 7. Lại nữa, tỳ kheo, vượt qua thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu an trụ vô sở hữu xứ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định này, khi đã vui sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong cõi vô sở hữu xứ thiên. Các trời vô sở hữu xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng vô sở hữu xứ tưởng. Và tỳ kheo trụ ở đây, thọ hưởng vô sở hữu xứ tưởng. Hai vô sở hữu xứ tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào cõi vô sở hữu xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 8. Lại nữa, tỳ kheo, vượt qua tất cả vô sở hữu xứ tưởng, nhập phi tưởng, phi phi tưởng, thành tựu an trụ phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đối với định này, chị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định này, khi đã muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Chư thiên trên cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng. Và tỳ kheo trụ ở đây, thọ hưởng phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng. Hai tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 9. Lại nữa, tỳ kheo, vượt qua tất cả phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng, nhập tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, do tuệ kiến đoạn trừ các lậu, chứng đắc tận trí. Trong các định, định này được nói là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối diệu. Ví như do bò mà có sữa, do sữa có lạc, do lạc có sanh tô, do sanh tô có thục tô, do thục tô có tinh tô. Tô tinh này được nói là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối thắng, tối diệu. Do chứng đắc định này, y nơi định này, trụ ở định này, không còn thọ lãnh sự khổ của sanh, già, bệnh, chết. Đó là tận cùng sự khổ. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ, phụng hành.